chúng tôi cũng có cơ hội để góp phần cùng tôi bên Chúa, dâng lên Chúa lời ngợi khen vì tình yêu thương của Chúa. Thật là đáng lạ lùng kỳ diệu. Ngài đã vì là một con người, Ngài là Thượng Đế, đã thành nhân một con người và chịu chết vì tội lỗi của chúng ta. Oh,